Đây, mọi người đang order KFC mà drive thru, nghĩa là order xong rồi qua bên kia pick up. Mà thôi bây giờ nhà mình vô ăn. Ở đây là KFC, là Taco Bell là một. Nó đường drive thru nè, đó, order khỏi cần đi vô rất là tiện. Rồi bây giờ order cái combo Big Box 10 đồng. Cho ly nước, này muốn uống bao nhiêu uống, hết thì vô refill uống tiếp. Đây là uống trà lemon iced tea. 8 loại nước này muốn uống gì uống, uống nào no thôi. Hết lại refill uống tiếp. Will. Will sao ngồi bàn ăn của ta mà ngồi lên vậy? À có một cái ghế à. Nguyên cái KFC này có một cái ghế này mà ti ti ngồi rồi. Nên thành ra của Will phải ngồi lên bàn. Đây là một phần combo 10 đồng ca ở Taco Bell KFC. Có kho tây, có hai cái taco. Có hai cái taco chicken này nè. Là cái bánh 10 đồng là 180 ngàn cũng được. Này là mua cho thằng Will ăn đó. Một mình nó ăn hết này á. Nó thiệt luôn á, mấy này mà ngày nào không ăn chắc ớn chết luôn á. Tại vì lâu lâu thèm ăn đồ Tây, qua ăn chút xíu rồi về ăn bún riêu của vợ nấu. Rồi hello, xin chào mọi người. Thì cái lý do mà mình chia sẻ cái clip này á là tại vì rất là nhiều người hỏi mình là muốn nhận thêm đồ để về bán. Tuy nhiên mình không nhận thêm khách nữa là vì hiện tại cái nghề ship hàng Mỹ này của mình nó đã vô khuôn hết rồi. Và cái lý do mà mình không nhận khách nữa là tại vì mình đang tập trung, mình đang hoàn tất hết tất cả cái hồ sơ visa du lịch Mỹ cũng như visa du lịch Canada mà mình đang nhận. Cái visa du lịch Mỹ mà mình đang làm á là dành cho những bạn đang ở Việt Nam, những anh chị đang ở Việt Nam. Và những anh chị đang ở bên Canada này muốn xin visa du lịch Mỹ vẫn có thể xin tại Canada được. Và dịch vụ xin visa du lịch Canada là dành cho những bạn đang ở Việt Nam. Còn cái dịch vụ mà ship hàng Mỹ là mình không nhận thêm nữa. Và mình cũng không quảng cáo những cái cửa hàng đang nhập hàng của mình. Cái lý do đơn giản lắm, tại vì bây giờ lỡ như mình quảng cáo tới mọi người và trong cái cửa hàng đó họ cũng bán những cái nguồn hàng sản phẩm khác thì sao, mình đâu có biết được. Và có rất nhiều lý do mà mình không có đưa những thông tin của khách hàng mình lên đây. Nếu như mà các bạn du học sinh á, đang đi làm hoặc là những bạn đang ở Mỹ mà muốn tìm kiếm cho mình một cái công việc tay trái á, thì nếu như mà làm đúng cách á, thì cái công việc này sẽ giúp bạn kiếm trên 500 đô mỗi tháng nhờ cái tiền công, tiền ship và cái tiền cashback. Đây mình quay cho mọi người thấy là cái khoản tiền mà mình đang nợ Mỹ lại Canada nè. Mình nợ gần 40 ngàn, 38 ngàn này á, là chưa tính mấy cái giao dịch pending, mấy cái dịch mà nó đang xử lý, chưa cập nhật. Thì 40 ngàn mà nhân với 23.5 tỷ giá đô Mỹ bây giờ nó đang lên rồi, là nó gần 1 tỷ. Cái số nợ này á, rất là nhiều người ở Mỹ lại Canada nhìn được thấy sợ luôn á. Rất là nhiều người sợ nợ thẻ tín dụng. Tuy nhiên á, đây là cái nợ tốt, là mình dùng cái khoản nợ này để mà mình mua hàng Mỹ và mình ship về. Thì mình chia sẻ ở đây á là để cho các bạn đang ở Mỹ có một cái động lực. Một tháng á mà bạn chỉ cần ship về khoảng chừng 10 ngàn thôi, cộng với tiền công, tiền ship và tiền cashback. Bạn phải tối ưu hóa cái cashback mà mình đã chia sẻ, là một tháng bạn có thể kiếm được trên 500 đô. Thì cái khoản nợ mà mình mới vừa chia sẻ cho mọi người thấy á, đó là khoản nợ tốt, là cái tiền mà ngân hàng Mỹ lại Canada họ cho mình mượn để mình làm ăn. Mình không hề bỏ một chút vốn nào hết. Mình dùng tiền của credit card để mình đẻ ra tiền. Thì cái 100 ngàn mà hai thẻ Mỹ lại Canada này họ cho mình á, 70 ngàn tiền Mỹ là mình đã bill gần như là trên 5 năm rồi. Thì ngân hàng Mỹ là mình đã bill trên 5 năm rồi mới được cái con số như vậy. Và Canada này mình chỉ bill khoảng chừng 1 năm nay thôi, được hơn 20 ngàn. Thì 40 ngàn mà mình đang nợ đó, cái tiền cashback tối thiểu mà mình lấy được là 2%. Tại vì mình có một cái thẻ là City Double Cashback, là mua bất cứ cái gì cũng được 2% hết. Có nghĩa là khi mà một cái món hàng nào đó mà mình mua không được 5%, không được 10%, mà chỉ được tối thiểu 1%, thì mình sẽ dùng cái thẻ City Double Cashback đó để mình mua. Thành ra 40 ngàn đó, cái tiền cashback tối thiểu mà mình lấy được là 40 x 2 là đã 800 đô rồi. Chưa tính những cái giao dịch mà mình lấy được 5-15% cashback. Và cái ý chính trong clip hôm nay mà mình muốn chia sẻ với mọi người á, cái thẻ tín dụng rất là quan trọng. Nhiều người ở bên Mỹ lại Canada này rất là sợ thẻ tín dụng, tại vì họ không có kiểm soát được sự mua sắm của họ. Còn nếu như các bạn, các anh chị nào á, mà sẽ tính trong tương lai mình sẽ kinh doanh, mình sẽ cần cái lượng tiền mà thẻ tín dụng họ cho mình mượn á, thì hãy bắt đầu mở thẻ tín dụng và bill từ 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 lên đi. Thì sẽ có một ngày đó mọi người sẽ được gần 100 ngàn tiền mà ngân hàng họ cho. 100 ngàn hiện tại là mình đang có, tuy nhiên 1-2 tháng sau á, là mình sẽ yêu cầu vài cái thẻ tín dụng họ tăng hạn mức lên. Cứ khoảng chừng tầm 3 tháng là mình yêu cầu người ta tăng hạn mức lên à. Mình cứ bill dần dần như vậy và sau gần 5-6 năm rồi mình mới được cái số tiền gần 100 ngàn đó. Chứ không phải là đùng một cái là người ta cho bạn số tiền như vậy. Người ta phải dựa theo căn cứ là mình, cách mình thức mình xài thẻ tín dụng như thế nào, cách thức mình trả, mình thanh toán như thế nào. Cái số tiền mà nãy mọi người thấy là mình đã trả bớt một phần rồi, tại vì mình muốn duy trì tầm từ 30-40% hạn mức mà thẻ tín dụng cho phép mình sử dụng thôi, để cho cái điểm tín dụng mình tốt.
thì khi mà thẻ tín dụng mình tốt á, thì mình vay tiền mua nhà mua xe á, lãi suất nó mới thấp. Về cái thẻ tín dụng á, là các bạn du học sinh bên Mỹ á, vẫn có thể làm được nha. Nếu như mà bạn xin được một công việc trong trường thì trường sẽ cấp số social cho bạn, thì bạn dùng cái số social đó bạn đi apply thẻ tín dụng. Còn nếu những du học sinh nào á mà không có số social, chưa là công dân của Mỹ, thì hãy mở một tài khoản ngân hàng bên Mỹ á, cứ xài đều đặn một thời gian và mở một cái thẻ gọi là Skill Credit Card, là cái thẻ đó mình deposit 500 đô hoặc 1.000 đô vô thì nó sẽ cho mình hạn mức như đó. Thì các bạn chỉ xài một thời gian đi, 3 tháng, 6 tháng, nửa năm đi, ngân hàng đó họ thấy bạn xài ok á, thì họ sẽ tự động cấp thẻ tín dụng cho bạn luôn. Thì cái hạn mức mà người ta cấp cho bạn nó chỉ tầm trong vòng 2-3 ngàn thôi, tại vì bạn chưa có số social. Trong cái thời gian mà mình du học ở bên Mỹ á, mình được ngân hàng Chase họ cấp cho mình thẻ tín dụng 2.000 đô. Trong trong thời điểm đó là mình chưa có social, chưa có tax ID, chưa có cái gì hết. Ngân hàng thấy được cái sự giao dịch tốt trong cái tài khoản của mình á, là họ sẽ offer credit card cho bạn. Thì cái credit card nó mới có nhiều lợi ích, nó mới có được cashback, nó mới có được mấy cái lợi ích giống như là khi mà mình thuê xe á, nó sẽ cover luôn cái tiền bảo hiểm đâm đụng hoặc là mất xe cho mình luôn. Nên credit card ở Mỹ lại Canada này á rất là nhiều lợi ích. Dạ rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở clip sau.